Mới đây, Tetra Pak, nhà cung cấp hộp giấy đựng đồ uống đến từ Thụy Điển, đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, công ty Lagom và Liên minh tái chế bao bì Việt Nam phát động cuộc thi Cùng bé thu gom vỏ hộp giấy dành cho các trường tiểu học và mầm non trong khuôn khổ chương trình tái chế học đường tại Hà Nội. Chương trình hướng đến việc xây dựng thói quen phân loại, thu gom vỏ hộp giấy đựng đồ uống tại trường học và gia đình để bảo vệ môi trường cho học sinh, các thầy cô cũng như các bậc làm cha mẹ. Các trường có thể chọn tham gia ít nhất một trong 3 giải thưởng do Tetra Pak tổ chức từ tháng 11 năm 2020 đến hết tháng 1 năm 2021, bao gồm giải thưởng trường bé gom nhiều hộp giấy nhất dành cho các trường có lượng vỏ hộp giấy thu gom cao nhất, giải thưởng gốc thu gom sạch đẹp dành cho các ý tưởng gốc và sắp xếp vỏ hộp sáng tạo, tiết kiệm không gian, trang trí và giữ gìn vệ sinh khu vực thu gom vỏ hộp ngăn nắp, gọn gàng nhất, và giải thưởng nhà hùng biện tài ba để các em học sinh tiểu học chia sẻ suy nghĩ của mình về việc phân loại rác tại nguồn tại nhà trường và gia đình. 3 giải thưởng khác nhau nhưng chìa khóa để các trường giành chiến thắng trong cuộc thi gom vỏ hộp giấy vẫn tập trung vào yếu tố khuyến khích học sinh mang vỏ hộp giấy sau khi sử dụng tại gia đình tới trường để đem đi tái chế. Với ý nghĩa này, cuộc thi Cùng bé thu gom vỏ hộp giấy đã được giáo viên, học sinh các trường đồng tình ủng hộ cao. Là một giáo viên thì mình đánh giá rất cao về cái ý nghĩa của chương trình thu gom vỏ sữa học đường. Trước đây thì sau khi mà các con uống sữa xong ý, thì các con sẽ thu gom vỏ sữa và bỏ đi. Nhưng mà bây giờ từ khi mà chương trình phát động ý, thì mình thấy là rất là ý nghĩa và thiết thực. Sau khi các con uống sữa xong thì sẽ thu gom các vỏ sữa đó lại. Ví dụ như là ở lớp mình ý, thì ngoài việc các con thu gom các cái vỏ sữa ở lớp thì chúng mình cũng tuyên truyền giáo dục cho các con về nhà. Có thể là những cái vỏ sữa mà các con sau khi uống xong cũng có thể là gom lại mang đến lớp. Con sẽ tích cực tham gia những cái việc mà để thu gom vỏ sữa, nó là một chương trình rất tốt, làm cho thiếu nhi cũng như là các bạn học sinh trong đội bảo vệ môi trường về nhà sau khi uống sữa xong thì con cũng làm những cái động tác để thu gom vỏ sữa. Khi mà bố mẹ hỏi là tại sao lại làm như thế thì con đã giải thích cho bố mẹ rằng là làm thế này thì sẽ bảo vệ được môi trường. Giải thưởng của cuộc thi là những chiếc máy lọc nước tự động uống liền do Tetra Pak và Liên minh tái chế bao bì Việt Nam tài trợ nhằm giúp các em học sinh được sử dụng nước uống sạch và an toàn trong thời gian vui chơi và học tập tại nhà trường. Cuộc thi Cùng bé thu gom vỏ hộp giấy nằm trong chương trình tái chế học đường của Tetra Pak triển khai liên tục từ năm học 2019-2020 đến nay. Bên cạnh chương trình này, Tetra Pak không ngừng thúc đẩy hoạt động thu gom, tái chế vỏ hộp giấy đựng đồ uống do công ty cung cấp cho thị trường Việt Nam. Công ty hiện có 56 điểm thu gom vỏ hộp giấy công cộng. Những điểm thu gom này sẽ tạo điều kiện cho người tiêu dùng có thể dễ dàng mang vỏ hộp giấy đã qua sử dụng đến để đưa đi tái chế. Tetra Pak là một trong 9 thành viên tiên phong sáng lập Liên minh tái chế bao bì Việt Nam, với mục tiêu chung là toàn bộ bao bì của các doanh nghiệp thành viên trong liên minh sẽ được tái chế vào năm 2030.